Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp lấy ý kiến dự thảo chiến lược sản xuất hydrogen, triển khai các dự án điện khí, điện gió ngoài khơi theo quy hoạch điện 8. Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị liên quan cùng nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kinh tế, năng lượng đã tập trung thảo luận, phân tích dự thảo chiến lược sản xuất hydrogen, kế hoạch phát triển các dự án điện khí, điện gió và những vướng mắc khi thực hiện những mục tiêu trong quy hoạch điện 8. Các chuyên gia thống nhất chung ý kiến đó là cần sớm ban hành các cơ chế chính sách đặc thù để triển khai thực hiện do có nhiều vướng mắc liên quan đến luật đất đai, luật giá, luật đấu thầu, luật điện lực, các văn bản quy phạm pháp luật và nhiều bộ ngành địa phương. Trước cái tình hình như thế này thì theo tôi là nên có một cái báo cáo tường minh những vấn đề cấp bách cần phải giải quyết, những vấn đề nào của Bộ Tài nguyên Môi trường, những vấn đề nào của Bộ Kế hoạch Đầu tư, những vấn đề nào như về giá điện. Nếu mà không giải quyết thì chúng ta để lỡ những cơ hội và chúng ta là để lãng phí tiềm năng rất nhiều. Thứ nhất là chiến lược sản xuất năng lượng hydrogen này cần thống nhất, hài hòa với chiến lược quy hoạch và lộ trình chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam. Thứ hai đấy là cần đồng bộ các cơ chế chính sách và tăng cường hợp tác quốc tế cần thiết để thúc đẩy sản xuất gắn với tiêu thụ theo chuỗi cung ứng giá trị và bám sát xu hướng công nghệ thế giới về năng lượng hydrogen. Cái thứ ba là thực hiện chiến lược có tính động mở nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh quốc phòng, thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế hydrogen và các cam kết phát thải ròng carbon của Việt Nam vào năm 2050. Được biết, dự thảo chiến lược về sản xuất năng lượng hydrogen đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định mục tiêu phát triển hệ sinh thái năng lượng hydrogen bao gồm sản xuất, lưu trữ, vận chuyển, phân phối và sử dụng hydrogen với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, dựa trên năng lượng tái tạo, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, thực hiện mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 theo lộ trình và cam kết của Việt Nam trong chuyển đổi năng lượng bền vững.